Ok, chào tất cả các bác cùng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục các video thì buổi sáng ngày hôm nay em sẽ lên video giới thiệu đến tất cả các bác với một cái dòng sản phẩm nhà em mới về. Thì ngày hôm nay em về được khoảng tầm 100 chiếc mic có dây quá nhá. 100 chiếc mic có dây mang nhãn hiệu Sennheiser. Đây là một dòng mic công nghệ và thương hiệu đến từ đất nước Germany, tức là đến từ nước Đức các bác nhá. Công nghệ và thương hiệu của Đức. Rồi, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác có 100 con về. Thời gian vừa qua thì rất là nhiều bác cũng gọi điện hỏi rằng là nhà em có cái mic dây nào xịn không, bởi vì là anh chỉ thích dùng mic dây thôi. Đấy, thì là ngày hôm nay thì em đã chọn được một cái dòng mic có dây thực sự rất là chất lượng các bác nhé, rất chất lượng từ hình thức luôn, từ hình thức đến chất lượng âm thanh của con mic này khá là ok cho tất cả bác. Đấy, và một con mic này thì sẽ được đựng trong một chiếc hộp như thế này, rất là đẹp các bác nhé. Đây, một chiếc sẽ được đựng trong một chiếc hộp như này, rất đẹp luôn. Đấy, Sennheiser mã là 838252S, được chưa? Đấy, em giới thiệu qua một chút nhá. Khi mà các bác nhận được một hộp như thế này thì các bác sẽ nhận được một như thế này. Bên trong nó có giấy này, giấy giới thiệu này của công ty nhà máy này. Rồi một sợi dây, một sợi dây dài khoảng tầm 5 đến 6 mét các bác nhá. Một sợi dây dài 5 đến 6 mét. Rồi một chiếc tay mic như thế này đây các bác này. Đấy, một chiếc tay mic này, màu đen khá là sang trọng luôn. Đúng không ạ? Bật tắt thì ở đây có nhá. Đây, ở đây có nút gạt bật tắt này. Đấy, nút gạt bật tắt này. Đấy, các bác nhìn này, chân này. Được chưa? Chân làm hoàn toàn bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, chân hoàn toàn bằng đồng hết luôn. Cầm rất là lặng tay và rất là chắc chắn, được chưa? Đây, em cho các bác xem củ mic luôn này. Riêng cái dòng mic dây mà nó xịn rồi thì các bác nhìn thấy củ của nó thấy chất lượng rồi nhá. Được chưa? Củ xịn này, vòng đồng chống nhiễu các bác nhìn chưa? Đấy, vòng đồng chống nhiễu này. Tiếng thì cực kỳ ấm và hát rất là bay tiếng các bác nhá. Đấy, dây dài khoảng tầm 5 6 m. Đấy chưa? 5 đến 6 m các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì em lên video để giới thiệu đến cho tất cả bác với cái dòng sản phẩm này để cho tất cả bác cùng tham khảo. Xem cái dòng mic thương hiệu Sennheiser, một dòng mic thương hiệu và công nghệ đến từ nước Đức các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Được chưa? Và số lượng thì ngày hôm nay em có khoảng tầm 100 cái. 100 cái như thế này nhá. Và em sẽ báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo. Ngày hôm nay thì 500 anh em về được 100 cái này thôi. 100 cái mic dây Sennheiser này thì hôm nay bên cửa hàng Quân Audio sẽ để cho các bác với giá rất ưu đãi, chỉ có 550.000 một chiếc nhá. 550.000 một chiếc, bên em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Mọi người nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, được chưa? Nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đấy, các bác sẽ nhận được một chiếc hộp như này này, được chưa? Khá đẹp luôn. Đấy, khá đẹp luôn. Và bên trong dở ra có một chiếc như này. Đấy, các bác dùng xong các bác đậy vào cất đi, được chưa? Đấy, đậy vào cất đi. Đấy, bác nào thích thì có thể đi chơi đâu đấy là các bác cứ xách đi được luôn. Đấy, xách đi mang đồ của mình đi chơi, được chưa? Đấy, quá ngon luôn. Một chiếc mic dây như thế này. Và em sẽ thử alo tiếng mic để cho tất cả các bác cùng tham khảo ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay chiếc mic dây là quá chất lượng luôn, thực sự trong tầm tiền của nó quá chất lượng luôn. 550.000 một chiếc, bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng thanh toán cho em, được chưa? Kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em thoải mái luôn. Đấy, đây là bên em cam kết cho tất cả các bác nhé. Đấy, rồi bên em sẽ thử alo tiếng mic để cho tất cả. Ok các bác nhé, bây giờ em sẽ thử alo tiếng mic trên cái chiếc mic dây Sennheiser, một chiếc mic công nghệ thương hiệu đến từ nước Đức này, để em test thử chất lượng âm thanh cho các bác. Và khi mà em test như thế này các bác có thể nghe rõ được luôn rằng là cái chất lượng của mic này khá là ok, tiếng rất là sạch sẽ thôi nhá, tiếng rất sạch sẽ và đặc biệt hát rất là nhẹ nhàng luôn. Được chưa? 1 2 6 7 1 2, rất đều dài quá nhá, bát chét khá là đều dài luôn. Đây em tăng tiếng effect lên cho các bác cùng nghe tiếng effect này. Đấy, để chủ yếu 6 7 1 2 6 7 lên. Được chưa? Đấy, tất cả bác có thể làm biết được rằng là thứ nhất cái mic này nó do cho chất lượng âm thanh khá là sạch sẽ, hạn chế tối đa những cái tần số gây rú rít các bác nhé, hạn chế tối đa những tần số gây rú rít luôn. Và đặc biệt là giá ngày hôm nay sẽ rất ưu đãi cho tất cả bác, chỉ có 550.000 một chiếc nhé. 550.000 một chiếc, bên em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn và các bác sẽ được nhận một chiếc hộp này, được chưa? Thường thường những cái dòng mic cao cấp và những cái dòng mic chất lượng thì họ mới làm ra được một chiếc hộp như này. Đấy, chứ còn thì nếu như các bác cứ thử nghĩ mà xem, bây giờ một chiếc mic nó rẻ tiền, đúng không ạ? Một chiếc mic rẻ tiền thì chả có tội gì người ta phải làm cho mình một chiếc hộp dày dặn mà cũng như là chất lượng như thế này. Đấy, từ dây cũng như là đến tay mic luôn, ủ mic luôn, phải rất chất lượng quá nhá. 550.000 một chiếc, đấy là chiếc, đấy là một cái giá mà bên Quân Audio thực sự là rất là ưu ái cho tất cả bác quý khách hàng ủng hộ cho bên nhà em suốt thời gian vừa qua. Và các bác nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em hoặc là nhắn tin Zalo, nhắn tin trên thường cho em số điện thoại 0982 838695. Các bác lưu ý nhé, nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, cắm thử vào cho em alo đi, được chưa? Cắm thử alo cho em, ưng thì thanh toán, không giả về cho em, ưu ái cho tất cả bác luôn.
Đấy, giá rất tốt, chỉ có 550.000 chiếc thôi nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều cùng xem video bên em ngày hôm nay. Và các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây cho bên em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhấn đỏ phía dưới giúp em để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.